Từ Ngũ Nguyễn Hồng xin kính chào anh chị ạ. Trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị ạ hai tác phẩm mà bên em vừa mới hoàn thiện xong, là hàng đục siêu kỹ của bên em, được đục trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá, và hàng liền khối 100%. Thì không biết là từ nãy đến giờ anh chị đã nhìn sơ qua thì anh chị đã đoán ra được là tác phẩm em đang sắp giới thiệu cho anh chị đây là tác phẩm gì chưa ạ? Vâng, một tác phẩm ạ, song tỳ hưu anh chị nhá. Song tỳ hưu, một cặp tỳ hưu ạ, được người thợ của bên em đục và làm rất là kỹ lưỡng sắc sảo ạ. Một tác phẩm ạ, liền khối 100% và được làm ạ, siêu kỹ luôn anh chị nhá. Đấy, còn được ạ, được chế tác trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, một dòng gỗ đã trở nên ngày càng khan hiếm và càng càng đắt đỏ hơn rất là nhiều. Đấy, và tác phẩm đầu tiên để em để trên bàn xoay đây thì em sẽ ạ, nêu kích thước cho anh chị nhá. Chiều cao 45, ngang 37 và chiều sâu là 15. Và giá cho tác phẩm này là 12.500.000 đồng. Và bao ship cho anh chị đến tận nhà tác phẩm song tỳ hưu này. Và không biết là anh chị đã biết được là tỳ hưu thì có tác dụng phong thủy như thế nào chưa ạ? Vâng, tỳ hưu là một con vật với đầu kỳ lân, mang hình dáng là đầu kỳ lân và mình là mình gấu anh chị nhá. Đầu kỳ lân. Và một đặc điểm ạ, để cho anh chị có thể phân biệt giữa kỳ lân và tỳ hưu là như thế nào ạ. Vâng, tỳ hưu thì sẽ có một chiếc sừng ở trên đầu anh chị nhá. Tỳ hưu thì sẽ có một chiếc sừng ở trên đầu như anh chị đang nhìn thấy đây. Và có thêm một đôi cánh nữa, một đôi cánh rất là mềm mại và uyển chuyển ngay trước mắt anh chị luôn ạ. Và phần mình của chú tỳ hưu này thì anh chị cũng có thể nhìn thấy được là những phần này người thợ bên em đã làm thủ công bằng tay và tốn rất là nhiều thời gian resin rất là kỹ anh chị nhá. Tốn rất là nhiều thời gian để làm nên được cái phần lớp vỏ bên ngoài, phần da bên ngoài của chú tỳ hưu này. Đấy, một tác phẩm đục siêu kỹ luôn như anh chị đã được nhìn thấy từ nãy đến giờ đúng không ạ? Một chú tỳ hưu to ở bên trên và một chú tỳ hưu nhỏ ở phía bên dưới anh chị nhá. Song tỳ hưu hay còn được gọi là tỳ hưu mẫu tử rồi, rất là tuyệt vời. Chiêu hút tài lộc này mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ, trấn trạch trừ tà lại còn cầu mong con cái nữa anh chị nhá. Rất là tuyệt vời, rất là nhiều tác phẩm phong thủy cho tác phẩm này. Và tác phẩm này thì bên em làm theo một cặp anh chị nhá. Làm theo một cặp thì sẽ là bốn chú nghe. Bốn chú nghe thì anh chị có thể sở hữu tác phẩm này, một tác phẩm đơn như thế này, hoặc anh chị có thể làm thành một cặp cũng rất là đẹp. Màu sắc thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Vâng, và chỉ có 12.500.000 đồng cho một. Vâng ạ, 12.500.000 đồng cho tác phẩm tỳ hưu, song tỳ hưu gỗ chắc đỏ đen này anh chị nhá. Và ngoài cặp mà anh chị đang nhìn thấy ở trên bàn xoay này ra thì em còn làm thêm một cặp nữa anh chị ơi, một cặp cũng y chang như thế, dành cho anh chị yêu thích màu đỏ của gỗ chắc đỏ đen hơn anh chị nhá. Đấy, anh chị đang được chiêm ngưỡng mẩn phần đằng sau của tác phẩm này đã. Phần đằng sau của tác phẩm, một phôi gỗ bên em rất là tuyển chọn anh chị nhá. Một phôi gỗ tuyển chọn để tạc lên được một tác phẩm này liền khối luôn anh chị nhá. Liền khối luôn, và đấy chính là giá trị vì sao tác phẩm này có giá là 12.500.000 đồng. Phôi gỗ đã tuyển chọn, thợ cũng chọn anh chị nhá, riêng cái nét đục thôi đã làm rất là kỹ rồi, và lại còn liền khối nữa. Vâng, lại làm càng tăng thêm giá trị cho tác phẩm này rất là nhiều. Và sau đây thì em sẽ di chuyển tác phẩm này xuống để em giới thiệu cho anh chị thêm một tác phẩm nữa, giống như là song sinh với tác phẩm này luôn anh chị nhá. Vâng, cũng là song tỳ hưu anh chị nhá, nhưng em cảm nhận được là phôi này, với phần phôi này thì sẽ nặng hơn phần phôi lúc nãy anh chị ạ. Phần phôi này sẽ nặng hơn phần phôi lúc nãy ạ. Đấy, và tác phẩm này. Vâng, và tác phẩm này thì tại vì em đang để trên thảm cỏ anh chị này, cho nên là sẽ đây, rút ra thảm cỏ ra thì sẽ là đứng vững hơn rất là nhiều anh chị nhá, đứng vững hơn rất là nhiều. Vâng, và kích thước này thì với chiều cao 43, ngang 46 và chiều sâu là 16, nặng hơn gỗ hơn nhiều anh chị nhá, nhưng cũng sẽ đồng giá cho anh chị thôi 12.500.000 đồng cho một cặp song tỳ hưu này. Màu sắc tươi hơn anh chị, màu sắc tươi hơn một chút. Đấy, thì là anh chị nhìn qua đấy thì anh chị cũng có nhìn thấy được là với phần nét đục này và phần resin bên ngoài đấy thì không kém gì nhau một chút nào anh chị nha, không kém nhau một chút nào luôn, làm rất là kỹ. Và nhất là cái phần vân của tác phẩm này anh chị nha, phần vân của tác phẩm này là phần vân chun chắc đấy,
phôi gỗ đã tuyển chọn rồi, thợ cũng tuyển, nét đục tuyển. Và nhất là liền khối thì anh chị cũng phải biết rồi, đây là một vật phẩm phong thủy trong căn nhà của mình đúng không ạ? Chiêu hút tài lộc, mang lại sự may mắn, sự thuận lợi, con đường công danh sự nghiệp, và cả cầu mong con cái, cầu mong sức khỏe cho gia chủ. Một vật phẩm phong thủy ạ, có rất là nhiều ý nghĩa như thế này, thì chúng ta, em nghĩ là mỗi một nhà chúng ta nên sở hữu một tác phẩm tỳ hưu như thế này để trưng trong nhà, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng ạ, tỳ hưu bằng một linh vật mang đầu của chú kỳ lân và mình của một chú gấu, với sức khỏe rất là dẻo dai. Thế một linh vật mang một cái vóc dáng bên ngoài rất là đẹp mắt luôn đúng không ạ? Là chúng ta trưng ở trong nhà vừa mang nhiều tác dụng phong thủy, lại còn lại vừa mang lại sự sang trọng, sự thịnh vượng cho gia đình của mình. Thì ạ, tội gì mà chúng ta không nên sở hữu một tác phẩm đẹp như thế này về đúng không ạ? Vâng, và hãy nhấc máy lên gọi ngay cho tượng gỗ Nguyễn Hồng, số điện thoại 0987336318 và 0966336318. Vâng, anh chị muốn mua lẻ tác phẩm này cũng được. Và nếu như mà đẹp hơn thì chúng ta cũng có thể sở hữu hẳn cả một cặp về để trưng trong nhà, hoặc chúng ta có thể làm quà tặng cho người thân cũng được. Chỉ 12.500.000 đồng cho một tác phẩm song tỳ hưu, gỗ chắc đỏ đen, hàng đục siêu kỹ và liền khối của bên em anh chị nhá. Và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video này của tượng gỗ Nguyễn Hồng. Hẹn anh chị vào những video tiếp theo, bên em sẽ còn rất là nhiều tác phẩm vừa mới hoàn thiện xong để giới thiệu cùng anh chị ạ.